đoàn. Và không thể thiếu trong đội hình này đó là Nguyễn Văn Công, cầu thủ áo số 10 của câu lạc bộ Hà Nội. Và Nguyễn Công Hải, cầu thủ áo số 19 của câu lạc bộ Hà Nội, người luôn được tin tưởng trong những tình huống mang tính đột phá. Quý vị, cầu thủ Nguyễn Văn Quyết của câu lạc bộ Hà Nội đã từng nhận giải cầu thủ hay nhất của mùa giải vào năm 2018. Và hôm nay thì VC này đã tiếp tục mỉm cười với anh. Bóng vô địch của quốc gia Bamboo Airways 2020. Kính thưa quý vị, đại diện trên sân cầu lúc này của câu lạc bộ Hà Nội là Nguyễn Quốc Tuấn, giám đốc điều hành của câu lạc bộ, và hai cầu thủ tiêu biểu của đội bóng thủ đô đó là đội trưởng Nguyễn Văn Quyết và tiền đạo Nguyễn Quang Hải, những cá nhân xuất sắc của câu lạc bộ Hà Nội trong mùa giải vừa qua. Câu lạc bộ Hà Nội sẽ đại diện cho câu lạc bộ Hà Nội nhận giải thưởng dành cho đội Á quân V-League LS 2020.